Bước sang năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có gần 13 năm giữ vị trí cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, gần 27 năm là Ủy viên Bộ Chính trị. Những ngày đầu năm, mạng xã hội đã có nhiều đồn đoán về sức khỏe của Tổng Bí thư do sự vắng mặt của ông trong các sự kiện đón tiếp chính khách quốc tế. Sáng ngày 15 tháng 1, ông Trọng đã xuất hiện tại kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội khóa 15. Ông Trọng hiện là người giữ chức Tổng Bí thư lâu nhất kể từ năm 1976, thời điểm tên đảng được đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tính cả các Tổng Bí thư, Chủ tịch từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời năm 1930, ông Trọng mới chỉ đứng hạng 3. Vị trí thứ 4 là Tổng Bí thư Lê Duẩn, với thời gian nắm giữ cương vị cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là hơn 10 năm, trong giai đoạn từ 1976 đến năm 1986. Ở vị trí thứ 2 là Tổng Bí thư Trường Chinh. Ông nắm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương và sau đó là Đảng Lao động Việt Nam, tổng cộng hơn 15 năm, từ năm 1941 đến năm 1956. Đứng đầu danh sách, chắc các bạn cũng đoán được, chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh với 18 năm 195 ngày nắm chức Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1969. Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam là vị trí về danh nghĩa cao hơn Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khi đó. Ông Trọng cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai lãnh đạo tại vị ở tuổi cao nhất 79 tuổi. Nếu hoàn thành nhiệm kỳ thứ 3 trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2026, ông Trọng sẽ là Tổng Bí thư tại vị lớn tuổi nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam khi ông ngoài 81 tuổi.